những người họ tán thán ngài Thích Minh Tuệ đâu phải là cái cấp bậc nông dân, mà bất cứ người nào họ hiểu về trên thế giới nào hiểu về cái tu chánh quả chánh pháp là nó như vậy thì ai cũng tán thán. Chỉ cái tụi này nó không chấp nhận, tại vì cái sự xuất hiện của thầy là một cái sự nghiệt ngã cho cái bọn tà chủ, gọi là tà chủ ngay trong cái giáo chủ, cái bọn tà chủ nó không có làm ăn được, nó không có lừa gạt là chúng sanh tiếp tục nữa. Và những cái bài pháp nó đưa ra giờ nó quê mặt hết rồi, cái mặt nó giờ móc hết rồi, quê rồi. Bây giờ chúng sanh giờ đâu có tin tưởng những cái bài pháp của chúng nó đâu. Lên 100 người họ đều chửi 100 người, 1000 người. Bây giờ giáo hội Phật giáo giờ làm gì phải sao bảo vệ được. Bây giờ phải cài cắm, phải thuê những cái con người này. Chứ cái con này nó không thể nào nó đưa ra những cái bài luận văn, nó đưa ra để nó nói về vấn đề tình tiết mà để nó quy chụp một cách như vậy được. Tại vì tụi nó là thần thánh hóa lên của tất cả mấy cái thằng thầy sầm sư đó, nó từng là như vậy hết. Thì bây giờ nó nghĩ ngày Minh Tuệ, bây giờ quý vị nghĩ đi, an ninh nó theo dõi, an ninh 24/24 để theo dõi ngày Thích Minh Tuệ, coi coi ngày Thích Minh Tuệ có phải là một cái nhân vật nào hay không. Có phải bộ tưởng nó xem thường bộ công an à, bộ nội vụ à? Cái tụi này nó ngu lắm, nó nghĩ là chắc có lẽ là ngày Minh Tuệ vậy, chắc ổng ngồi ổng hội họp với người này người nọ. Không có. Cho nên bà con cô bác hãy vững tin vào con đường chánh pháp của ngài Thích Minh Tuệ đã làm, dù cho cái bọn này nó như thế nào đi chăng nữa cũng không có đánh bại được ngài Minh Tuệ đâu, tôi cam đoan đó. Chứ đừng có nói. Còn ở đây nè, bây giờ tôi nói một cái điều này nè, quý vị nghe và quý vị nghĩ nha, có đúng hay không. Cũng giống như ông Thích Quyền Diệu, ông mời ngài Minh Tuệ đi qua bên Ấn Độ để cung kính. Nếu có tiền, không có tiền thì ông mua vé máy bay cho tất cả đệ tử đi. Tôi xin thưa với quý vị, ở đây không cần. Đâu biết đó, ông Quyền Diệu này chứng minh đâu ổng là ai mà mời ngài Thích Minh Tuệ. Thậm chí mà ông đi lỡ qua Ấn Độ đập ổng mà ngài Thích Minh Tuệ bển hết ở đây Việt Nam mình ai biết. Quý vị công nhận điều đó. Nhưng mà ngài Minh Tuệ rất hay, ông ta từ từ ông ta nói cũng muốn đi, nhưng mà nếu mà đi bộ hành thì đi, nếu đi bộ hành rất khó cho tất cả qua cửa khẩu. Xin lỗi quý vị, cái người tu á thì bất cứ đi qua cửa khẩu, đi qua đường tiểu ngạch nào, tất cả hải quan cũng tạo điều kiện cho tất cả nhà sư họ qua. Nếu mà đủ giấy tờ hợp pháp thì họ đi bình thường, đúng không? Thầy đi đúng đường thì ở đây nó tức. Thì cái bọn giáo chủ hiện tại, vì cái bọn tà chủ nó rất là ghét, ghét không phải là cả trong nước mà cả ngoài nước họ ghét. Ngoài miệng họ tán thán nhưng tâm địa họ không phải là như vậy. Trừ ra ngài Thích Minh Đạo thôi quý vị, nói thật sự là gì. Và có một số thầy mà tu chánh pháp khác thôi, chứ ngoài ra người ta rất là ghét, không có đồng ý. Còn ở đây nói thật với quý vị, tại sao thầy Thích Minh Tuệ đi ở trên cái đoạn đường đi, rất nhiều người người ta khất thực cho thầy ăn mà không bao giờ thầy ăn. Thầy, ví dụ như thầy lấy, nhưng thầy trả lại, thầy cho tất cả bá tánh ngược lại. Nhưng mà thầy ăn là thầy đi khất thực thầy ăn. Tại vì đi khất thực là gì? Thầy vô tình thầy đi, tự nhiên cái nhà nào có gì ngày ăn cái đó. Quý vị không có biết đâu, cái người người ta thật sự là ta chánh pháp, người ta có một cái tiềm thức, người ta hay cực kỳ. Trong cái đêm đó người ta ngồi người ta định thiền là người ta biết ngày đó sẽ xảy ra cái chuyện gì. Quý vị như vậy đó, người ta mới bảo vệ được người ta được. Còn ở đây những người này có nghĩa là họ không có biết cái quyền năng của người họ tu thật. Họ không biết ngài Minh Tuệ có làm gì sai đâu. Tại vì ở đây, tại từ cái chỗ không làm sai cho nên tụi này nó mất đi chén cơm. Nó không chấp nhận người làm đúng, buộc lòng nó phải hạ. Nó duyệt ổng từ khi nó cài cắm nè, giờ nó cho nè. Nói thật cho quý vị nghe, hôm nay nói cho quý vị nghe nè, đi trong tất cả trên chiến bộ hành, đảm bảo quý vị không có người nào mà tu thật hết cả. Chỉ có vài ba người thôi, vài ba người thôi nha. Tôi đó có khoảng trong chừng 7 người đổ lại là người tu thật, mà tu thật cũng chưa có được cái, cũng như là chưa có đạt được cái giống như ngài Minh Tuệ. Mình cho rằng là đàn em đi không bằng đi. Còn tất cả những người đó được cài cắm đi vô hết, đi vô để phá đạo, đi vô đâu phá. Giống như nè, tôi nói là thí dụ như cái cô Tuệ Cảnh đi, và tất cả các thầy các ông khác đi, đi tu mà cầm cái điện thoại là tôi thấy thua rồi, 100% là thua. Đi tu mà lên than thở là tôi thấy thua rồi. Còn ở đây, ở đời này, có những cái thầy trẻ cũng có nhiều nhỏ, tôi xem rồi. Tôi thấy những người này đi để cho làm gì? Để được cài cắm vào, để phá đi cái con đường hạnh nguyện, con đường tu tập của ngài mà thôi. Tu thật, còn giả thì lộ ra. Đúng rồi, lộ ra rất là nhiều, quý vị thấy rõ ràng không? Những người họ đi tu bây giờ, tại sao? Ông trời cũng khiến cho ngày 3 tháng 6 hả? Hay là ngày 3 tháng 6 sẽ lộ ra.
thì mỗi người đi một hướng. Thì bây giờ quý vị thấy cũng may đó, trong cái rủi, cho nên con người tu nó hay có nhỉ, trong cái rủi nhưng nó có cái may. Cái may là gì? May ra là được tách tất cả những cái người đi chung đoàn, tách ra hết để cho ngài Minh Tuệ đi riêng, để cho họ xác nhận được rằng bao nhiêu người họ tu thật. Tại vì họ đi theo con đường đó để phá ngài Thích Minh Tuệ mà thôi. Chứ thật sự nếu mà ngài Minh Tuệ còn đi tiếp tục, chắc chắn một điều nó sẽ hạ thủ ngài từ cái dạo đó rồi quý vị. Thì cái đây nó trong cái rủi cũng như là cái sự quán chuyển của trời đất, biết cái ngày đó sẽ xảy ra thì quán chuyển như vậy. Thì quý vị, thầy có dặn một câu với tất cả các thầy, mình tu như thế nào, mình như thế nào để chăng nữa, nếu thật sự mình giữ đúng cái giới hạn của mình thì sẽ có ơn trên hộ pháp cho mình. Thầy đã nói với tất cả các đồng môn của mình mà, tu thật thì độ đời mà tu giả thì đợi đồ, đúng rồi. Thì quý vị thấy rõ ràng không ai hại được thầy, còn ở đây bây giờ đi, thầy đang ẩn nấp. Ẩn nấp đó là một phương án trong thời điểm này. Giờ thầy đi ra bộ hành, thầy đi cũng được vậy. Nhưng mà ở đây, em chào anh Bảo Ca, cái điều mà mình muốn nói đây nè, đi ra chắc chắn một điều, biết thầy ở đó thì cái tụi giáo chủ này ở tất cả các nơi đều có, 63 tỉnh thành đều có. Điều muốn cài đặt, tại vì quý vị thấy là tất cả các Phật tử đất nước Việt Nam mình biết bao nhiêu người. Thí dụ ở đây là lính của ông thầy Chân Quang, bên kia lính của thầy Thích Tự Hải, đây là lính của thầy Từ Từ nè. Thì quý vị biết không, hàng ngàn tín đồ, thì không có tín đồ nào mà thấy ngài Minh Tuệ là ứa con mắt rồi, ứa gan lên rồi, lộn gan lên đầu. Mày làm thầy tao như vậy, bây giờ bị bao nhiêu người họ tấn công, giờ chùa chiền nói vậy, thì bắt đầu nó sẽ nổi điên rồi. Nói điên lên thì nó cài cắm cho tất cả Phật tử mà trung thành, mà cái gì nó kêu nó không làm, kêu gì làm đó. Cũng giống như cái cô Cảnh Tuệ nè, cũng là từng là Phật tử của thầy Quang, của Chân Cư, chứ quên, nó kêu thầy lộn đó. Thì bây giờ gì, thầy Quang như vậy rồi. À, chào em trai Hoàng Vũ nha. Chị Tuệ con, cô nói đúng, như tiếp nữa có thể thầy sẽ bị, đúng là bị hạ thủ hạ độc. Thì một cái cảnh báo, một cái lời cảnh báo rằng thầy Thích Minh Thiện trong thời điểm đó bị hạ thủ. Thì ở đây là gì? Không phải thầy bị như vậy mà thầy bị sốc nắng đâu quý vị. Thầy bị uống nước. Nhiều khi các thầy đó đâu có biết, đưa vô người khác quá thầy uống thì uống thôi. Nó cũng có một phần sốc nhiệt, nhưng mà sốc nhiệt cũng có nhiều người họ về Việt Nam cũng đâu đến nỗi đâu. Sốc nhiệt như vậy có đó, nhưng mà điều đó là một lời để cảnh tỉnh đó. Đó, tụi bay thấy chưa? Đi theo thầy Minh Tuệ đi. Nó có hai mặt. Mặt thứ nhất nó nói ổng là người có bùa. Ông này ổng làm bùa, mới đầu tiên nó nói ổng là người có ngải. Ông này ổng có ngải nè, cho nên ổng nói bao nhiêu người họ thích ổng, họ quý ổng, đúng không? Rồi cái sao bên cạnh đó, sau này nó nói là ông này là được một cái được người khác là đạo gì? Mới rồi nó là đạo gì? À, cái đạo gì mà giống như là đạo gì mà phá đạo đó. Tôi không cần biết là đạo gì. Nó là đạo gì đó quý vị. À, đi đạo gì mình đi theo mấy nữ sầm sàm, mấy nữ chạy theo đó. Cho nên ông này như vậy, cái đạo gì cũng vậy, đạo ai nó dự, buồn ta phá mấy ông, không phải tin lành. Cái đạo gì nè, cái đạo gì mà hôm nọ mà tin ở gì á, đi theo mà cạo đầu, đi theo ngài Thích Minh Tuệ mà cạo đầu, đạo nhân quả, đạo nhân quả, đúng rồi. Tôi hỏi quý vị nè, đạo nhân quả, đạo gì, tự con người mình đặt ra cái đạo này, đạo kia, đạo nọ thôi. Tại vì ở đó là đạo nhân quả là từ đâu ra? Thì cái đạo nhân quả cũng ghét thầy Thích Minh Tuệ, tất cả các đạo nào cũng khác ghét thầy Thích Minh Tuệ, chỉ duy nhất cái đạo trí tuệ là cái đạo Công giáo. Tôi tự tán thán đạo, tôi tuyên bố với tất cả quý vị, cái đạo trí tuệ, mà trí tuệ mà có người mà có học thức, mà có hiểu nhận thức, chỉ có đạo Công giáo. Tại vì đạo Công giáo là người nhận thức nhận định, biết ngài Minh Tuệ là người tu trí, tu từ bỏ, tất cả mọi người đều tán thán. Thì nó cho rằng cái này tán thán là để là tân bốc ngài Thích Minh Tuệ đó, gọi người ta là đạo con chiên. Quý vị thấy không, cái tụi này nó cái kiểu như nó biết nó tu, nó nói nó tu mà nó dựng chuyện, nó chỉ ăn đằng sống nói đằng gió, thì ở đâu ra cái câu chuyện đó mà nó dựng lên? Giáo hội Phật giáo là người cài cắm vô những người đó và chịu chấp nhận, chịu cho tiền. Và tất cả những antifan, nguyên một cái lũ của mà gọi là quan con đó, thì nó vào đó nó cài cắm vô đó, thằng nói một tiếng để cho nó đánh động. Cho nên quý vị không biết đâu, cái giáo hội Phật giáo nó khủng khiếp, nhưng không giống như những gì chúng ta tưởng đâu. Nó khủng khiếp, giả tâm tàn nhẫn, cho nên mới đào tạo ra nguyên một lũ ấu trĩ vô minh để đi hại người, hại mình. Mê, nó cắt ghép lời thầy nói rồi, nó lên nó chửi. Nó không sao. Cái người như thầy á,
thầy thích được bị chửi, thầy nghe. Tu mà người ta chửi mình không giận đó là một cái đẳng cấp. Ông chửi ông nghe chứ thầy đâu nghe đâu. Tại vì họ đang đối đầu với chúng sanh, chứ không phải đối đầu với thầy Thích Minh Tuệ. Các ông thừa biết thầy không có sử dụng điện thoại, thầy không sử dụng truyền thông mà thầy nghe từ đâu. Nhưng mà hay có cái thầy biết hết. Thầy biết hết là tại vì trong cái tư duy ngồi ngày nào mà thầy cũng ngồi thiền, định thiền, thầy biết hết những gì người ta nói. Nhưng mà thầy không quan tâm, thầy chỉ biết con đường tu tập của thầy mà thôi. Không ai biết kể như thế nào thì kệ họ, thầy không quan tâm. Ở đây nó tức lắm, tại vì nó đang đối đầu với chúng sanh, chứ không phải đối đầu với ngài Minh Tuệ. Nó muốn nói cho tất cả chúng sanh đều biết rằng ngài Minh Tuệ là người tu. Bây giờ quý vị nghĩ đi, giờ một người mà tôi cho tiền người ta nhận, một người tôi cho tiền người ta không nhận, giờ không lẽ tôi tôn trọng cái người cho tiền người ta nhận? Cái người mà cho tiền á, ví dụ tôi không, ví dụ tôi không có tiền tôi cho, tôi lộn ví dụ tầm bậy không, ví dụ như tôi với một người nào đó, quý vị cho tiền tôi đi, tôi là người nhận mà cái người kia là người không nhận, quý vị có thích tôi không? Tôi đưa, tôi năn nỉ nhận luôn mà cái người đó không chịu nhận. Quý vị đưa mà tự nhiên tôi có như tôi hớp vô, đưa đi còn mà tôi dọa quý vị nữa chứ. Không mà đưa tiền cho tôi là bị đọa đi ngục đó. Rồi sao quý vị thích ai? Thích cái người nhận hay thích cái người không nhận? Cho cái người nhận đó là cái niềm vui của mình. Nhưng thật chất ra cái nhận nhiều nó sẽ trở thành cái gì? Trở thành trong sự tham lam. Mà con người tham đó quý vị, cái người tham với người không tham quý vị thích cái người nào? Cho nên ngài Minh Tuệ, giữa cái ngài Minh Tuệ với cái bọn giáo chủ thì đương nhiên chúng sanh họ thích ngài Minh Tuệ rồi. Làm sao mà thích cái bọn giáo chủ được? Bọn, xin lỗi, bọn tà chủ. Bọn tà chủ vô minh. Không ai mà chấp nhận mà họ thích cái người mà đi lấy của mình hết trơn. Đi thích những người người ta ban cho mình cái trí, cho mình hiểu được cái chân lý. Ai cũng thích những người đó. Mà ở đây nó lên á, bây giờ nó khống chế. Nó nói điều này điều nọ được cái, tại vì tôi nói gì có tiền mà. Đó là tiền của ai? Tiền của Phật tử, tiền của chúng sanh bỏ ra thì nó lấy của đậu nó đâu đâu. Nó nói là chùa này là chùa nó, tôi xin thưa quý vị nè, tất cả các chùa trên đất nước Việt Nam bao nhiêu cái kiển chùa. Thì xin thưa quý vị, vậy chứ tất cả những cái kiển chùa đó ở đâu ra chùa đó nè? Chùa đó là chùa của chúng sanh. Các ông chúng sanh bỏ tiền ra cúng dường, các ông xây cất chùa lên là chùa đó là chùa của quan. Đúng không? Vô tay quan là cái gì cũng của quan hết trơn. Còn của chúng sanh ở đâu? Của bá tánh ở đâu? Không có của bá tánh. Mà trong khi bá tánh là người đưa mà cúng cho mấy ông cúng là chùa riêng, tức là chùa của các ông rồi. Bà bá tánh thích thì cho vô chùa cúng, thích thì thôi. Thì các ông cư xử như vậy là có đúng với một cái luật đạo không? Có phải là một cái bậc chân thầy không? Thì khi có sự xuất hiện của thầy Minh Tuệ, ngài Minh Tuệ xuất hiện ra ở cái cuộc đời thường và thấy rõ ràng một cái sự tham lam của các ông ăn trên đầu trên cổ của chúng sanh, rồi như vậy vỡ trận ra rồi. Giờ tức giờ nó mà cái người mà tôi phải chi nói xấu, mà như cỡ như thằng Thích Chân Quang, thằng Thích Hải nói xấu cỡ nào, nói xấu cỡ nào tôi cũng vui chứ. Còn một người ta không nhận của mình cái gì mà đi nói xấu gì trời. Lựa ra tìm tất cả cái xấu, không biết cái nào xấu để nói cho. Bây giờ phải quy chụp, phải tìm cái chuyện giống như cái kiểu như là giống như mà cái kiểu mà ngao sọt hết vậy đó. Bây giờ không có chuyện gì hết trơn, giờ moi ra chuyện bé xé ra to, mà trong khi ta không có chuyện bé, chuyện lớn gì trơn. Cho nên nó tìm, nó vạch lá tìm sâu mà không có sâu. Nó không có sâu mà nó bốc nhầm cái con gì quý vị biết không? Bốc nhầm con tầm. Để vô ai dàn con tầm vô nó nhà tơ hết. Mà nó càng chửi ngài Minh Tuệ thì ngài Minh Tuệ nó trở thành một người đắc quả. Đúng không? Bây giờ ngài đã trở thành đắc quả rồi. Phật mà nó còn chửi vậy thì tôi hỏi quý vị, cha mẹ nó sao mà nó không từ được? Còn ở đây thằng nào mà thần thánh hóa, thằng nào mà Phật đâu? Lại đây tôi là người cúng chứ. Trả lời tôi một câu hỏi thôi. Ông Phật không biết xài tiền không? Ông không biết xài tiền. Thì ở đây tiền của chúng sanh là tiền của ai? Tiền của chúng sanh là túi chúng sanh, chứ tiền của chúng sanh không phải là tiền của Phật. Phật không bao giờ biết xài tiền, chứ đừng có nói tiền chúng sanh là tiền của Phật. Phật không biết xài tiền, Phật không biết ăn luôn. Tại vì Phật niết bàn rồi, Phật đâu có ăn được nữa. Cúng ở trên mâm cao cổ đành mấy cái ông á, thầy chùa đầu chọc thôi. Những con người ham ăn, lười làm thì đa số chỉ chốt ẩn trốn vô chùa để ngồi đó để kiếm ăn của Đà Na Tính Thí thôi. Nhà tôi gần chùa, hâm rầm, tôi nghe tụng kinh, sao có câu Nam Mô cúng dường. Ừ đúng rồi, Bồ Tát có kêu mình cúng dường đâu. Tất cả những người họ xuất thân đi tu nè, Phật A Xà Thế nè, Thích Ca nè, toàn là nè
Mahakajip mà toàn là cấp bậc của những người là ở đâu, xuất thân từ gia đình giàu có, xuất thân từ một cái gia đình quyền quý cao sang. Tất cả các ngài từ bỏ hết, từ bỏ hết, các ngài mới đi tu mới trở thành chánh quả, để nói lên một cái từ bỏ hết cái địa vị của mình mà để bỏ ra ngoài đi tu mình thành chánh quả. Còn ông từ cái thằng nghèo có, cái thằng sân sơ sức sở, cái thằng không có gì trong tay, vô chùa tu, đem cái giấy không đi vô chùa tu, đi ra rồi tôi có tiền cái hoàng tục. Hoàng tục thì hoàng tục mục đích để làm gì? Xin cho hoàng tục để rút cái tiền đó ra để tư lợi cho mình. Mà hỏi quý vị rút đâu phải ít đâu, 500 tỷ mà cả cái cuộc đời. Tôi nói thật với tất cả bà con cô bác anh chị, cả một cái xã, một cái ấp, một cái huyện nào đó thôi, dồn lại còn chưa có đủ 500-700 tỷ nữa, mà mấy ông đi tu thời gian là bắt đầu xong vậy đó. Quý vị nghĩ đi, tiền đâu mà mấy ông có? Tiền của Đà Na tính tí, các ông ăn rồi các ông quẹt mỏ như gà vậy. Con chó nó ăn nó còn biết cảm ơn cái người cho nó ăn. Còn ông là cái loại gà, ăn rồi là quẹt cái mỏ là xong rồi, ăn rồi là quẹt mỏ như gà, rồi mới đem ra những cái kế sách ra để móc túi chúng sanh, cái thứ hèn hạ nhất. Cho nên khi được ngài Minh Tuệ xuất hiện rồi, tức lắm, ngồi lên làm đủ cái bài để cho một cái tuổi u mê đó nó lên, để nó ngồi, đâu phải là kêu nó làm giùm mình nó làm đâu, bỏ tiền nó mướn nó làm. Giờ quý vị nghĩ đi, bỏ tiền nó mướn mà gặp mấy cái con tham lam thì làm gì nó không làm? Nó nói chứ, nó nói để nó có tiền, nó ngu gì nó không nói. Nó nói chuyện trắng cũng được, nói chuyện đen được, chuyện có cũng được, chuyện không được, tôi biết, mày tao làm cho mày hài lòng tao lấy tiền vậy thôi. Cũng tại mấy đứa u mê. Bao nhiêu chuyện mà xảy ra ở đây là nó nằm vào cái phụ thuộc vậy. Từ tất cả cái thằng tặc tu mà đào tạo cho nguyên một cái lũ như vậy hết, chứ lấy đâu ra ở đây, lấy đâu ra nói ra bất cứ cái chuyện gì. Thầy tôi là cái người tu chính pháp, thằng nào cũng nói tu chánh pháp hết trơn á. Tại sao mấy mày không có vỗ ngực xưng ta là tao là người tu để móc túi chúng sanh? Không có người nào, không có thằng nào bản lĩnh đứng ra nói vậy, chỉ có thầy Thích Tâm Phúc dám nói. Ai mượn mày cúng cái tao kệ mày, ai biển mày ngu mày cúng. Quý vị thấy không, không có thằng nào dám nói thật vậy chứ. Nó ăn mà nó còn mị nữa, nó không ai xử lý, thời gian cũng lặn xuống. Có ai xử lý? Mấy thầy chùa vậy không ai xử lý. Tại sao mà tụi bay không tố giác với nhau đi? Thầy chùa với thầy chùa mà ngang gần với nhau nha, mình đi chùa này không đi chùa kia là nó cũng bắt lỗi nữa. Cái kiểu là gì cũng giống như những người họ làm ăn buôn bán ngoài đời, mà ví dụ mà bên có khách nhiều bên không có khách nhiều đó, đối kỵ nữa. Chứ đừng nói chi người đời tu mà đối kỵ với tu làm mấy con mẹ gì, ra ngoài đi làm đi, ăn cướp ăn trộm đi, ăn cướp thì sợ công an bắt, rồi vô đó tu là trở thành thần thánh hoa.